hôm nay là tháng 6 năm 2023, phải động viên và đón hoa mừng anh đang quay ngày thứ tư. Ok. Chụp đi, chụp hình nào đi anh ơi. Rồi, chị Nina nói đi, thôi. Nina thôi. Những ngày ra mắt của phim âm nhạc Cơ Hoa Mong Manh của trung tâm SCT, Nina xin chúc sản phẩm đầu tay của ca sĩ Thạch Thảo được thành công và sẽ được nhiều rất nhiều khán giả đón mừng nhận. Ấm tâm. Ủa sao chút xíu. Rồi, ok, rồi, chụp tiếp đi. Người phỏng vấn.